chào các bạn, trên tay của sở Yên Minh Hà đó chính là dây ri băng của thương hiệu Shop Hoa Rosy de Soye. Một cuộn dây ri băng này của mình là khổ băng 2,5cm các bạn nhé. Và một cuộn của nó sẽ dài 90m, được in mực rất là sắc nét, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Và dây ri băng gói hoa thì thông thường rất là nhiều màu. Ở đây shop có chọn các màu mà các bạn yêu thích, như là màu đỏ, hồng, màu vàng đồng, trắng hay màu tím. Và tiếp theo đó chính là cái tem dán dùng để dán vào lọ hoa. Đây như bên mình đã dán đây ạ. Thì cái bề mặt của cái tem này đã được bên mình cán màng để đảm bảo cho là khi hoa của chúng ta mà có nước ấy thì nó sẽ không bị ướt cái bề mặt tem dán này. Và bên mình đã bóc, đã cắt sẵn như thế này để về các bạn có chỉ việc bóc ra theo phần chiếc thôi. Rất là xinh đẹp. Đây, bề mặt của nó có thể đây là tem để can dính đấy ạ. Và mình sẽ dán vào lọ hoa như thế này. Các bạn muốn đặt dây ri băng gói hoa hay là tem dán để can đẹp vui lòng đặt hàng Yên Minh Hà nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc Shop Hoa Rosy de Soye khoa siêu hồng phát. Xin chào.